À, chào chị. À, đối với công ty á, thường thường xài văn phòng là xài rất là nhiều, xài loại máy tính này này. Thì đối với những cơ toán á, thì họ xài cái những loại này đỡ chị kịp toán ha. Thì hôm nay bên em giới thiệu cái máy này nha. Tại vì nó có nhu cầu mua vàng và phẩm thiết bị văn phòng cho công ty văn phòng của bên mình á. Thì bên em là trụ sở đặt tại Phú Đức, anh chị đã mua hàng thôi, bên em báo giá giao hàng ha. Thì uy tín với chất lượng anh chị. Bên em thường thường giao giấy là văn phẩm thiết bị văn phòng cho công ty văn phòng á. Thì anh chị có nhu cầu mua liên hệ. Rồi đây. Hôm nay bên này giới thiệu máy này cho chị. Đối với công ty á, thường thường xài văn phòng là xài rất là nhiều, xài loại máy tính này này. Thì đối với những cơ toán thì họ xài cái những loại này đỡ chị kịp toán ha. Thì hôm nay bên này giới thiệu cái máy này nha. Tại vì nó có nhu cầu mua vàng và phẩm thiết bị văn phòng cho công ty văn phòng của bên mình á. Thì bên em là trụ sở đặt tại Phú Đức, anh chị đã mua hàng thôi, bên em báo giá giao hàng ha. Thì uy tín với chất lượng anh chị. Bên em thường thường giao giấy là văn phẩm thiết bị văn phòng cho công ty văn phòng á. Thì chị có nhu cầu mua liên hệ. Rồi đây, hôm nay bên này giới thiệu máy này cho chị nha. Hôm nay bên em máy phòng văn thanh chuyên bán sản phẩm giấy bút dụng cụ văn phòng cho công ty văn phòng nha. Máy in, máy phô, máy photo. Rồi hôm nay bên em sẽ giới thiệu gì ha. Một cái máy tính hỗ trợ tốt cho cơ toán đó chị ha. Máy này hỗ trợ rất tốt cho cơ toán nha. Thì máy này thì giới thiệu chức năng thì nó dùng pin và dùng năng lượng mặt trời ha. Số màn hình là có 12 chữ số ha. Nút bấm bằng nhựa nè. Màn hình nghiêng vậy ha. Màn hình phủ acrylic đó. Thì nó giới thiệu ra nè, bề mặt kim loại. Rồi có chức năng RT tập tính tổng nè. Tính lợi nhuận chiết khấu MU. Màn hình nghiêng thì lớn nè. Đó, hình dáng nó tự giống này ha. Đó, đây là Flexio của dòng của Thiên Long chị, Flexio 03. Máy này cũng giá thành cũng rẻ chị, anh chị nào có nhu cầu mua tầm 200 mấy chị, đó rất là rẻ. Anh chị nào có nhu cầu mua ở tỉnh có thể mua, bên mình đã ship luôn, tất cả sản phẩm bao phẩm đều ship được nha. Thì cái loại này là sử dụng cho cơ toán rất là nhiều nha anh chị, cơ toán dùng cho cơ toán rất là nhiều. Dùng cho cơ toán dù thường thường anh tôi cơ toán những cái phần mềm mà anh chị tính bằng Excel á, hoặc là những cái phần mềm mà tính ấy thì anh chị có nhu cầu mà tính lại anh chị cảm thấy nó không đúng nó sai gì, anh chị tính bằng máy tính này thì máy tính này là tính tay nó ok nha. Ok, thường thường có hợp cơ toán bên mình cũng giao rất nhiều, bên ví dụ cá bên công ty xây dựng họ mua giấy, mua bút viết hay những dụng cụ cho văn phòng như thùng rác luôn vậy, họ mua luôn cái này đó, anh ta mua để kiểm toán lại vậy, kiểm toán này, cho kiểm toán ha. Thì nó có máy số này 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 30 29 29 nút chín nút. Thì có những cái nút tính năng hiển thị màn hình kết rồi nè, màn máy số này hiển thị ha, tất cả nha. Thì anh chị nào có nhu cầu mua hàng văn phẩm thiết bị văn phòng nha. Liên hệ mấy phòng văn thanh bơ văn thanh com mình nha. Còn liên hệ số điện thoại 0968 45 863 nha, mình một thông tin ở bên dưới ha, hoặc là gì search Google đóng ra nha, mấy phòng văn thanh nha, hoặc là văn phẩm văn thanh đều ra anh chị ha. Đó, máy cá mẻ là C03S là mấy trăm ngàn một cái, rất tốt, máy rất là tốt nha, vì giá rẻ nhưng rất là tốt, hàng của chính hãng của Thiên Long nha. Cảm ơn chị. Đó, cảm ơn chị nha. Hẹn gặp chị em trong những video giới thiệu sản phẩm lần sau nha. Anh chị có nhu cầu mua ủng hộ máy phòng văn thanh nha, ta liên hệ. Thì bên em bán rất nhiều cho công ty văn phòng nha. Nhiều công ty văn phòng xài giấy, xài bút, xài văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng đều xài ha. Chỗ bên em là gần khu công nghệ cao nha, văn phòng bên em gần khu công nghệ cao. Anh chị nào có nhu cầu liên hệ, báo giá giao hàng chị. Rồi, cảm ơn chị.